Philip Samenway, một người chết để cho người khác sống, 1817-1865. Khi thiên vận bắt những người như vậy phải đóng vai tiên tri, thì vở kịch luôn luôn biến thành một bi kịch. Còn là may cho nhân loại đấy, nếu lời tiên tri không tiêu trầm luôn với nhà tiên tri. From làm được một việc thiện không phải là dễ. Có đủ sáng suốt để thấy con đường phải, đủ nghị lực để theo con đường đó, lại được bạn bè giúp sức, mà rồi phải thất bại trước sự ngu muội mênh mông của người đương thời. Tính thủ cựu bất di bất dịch của nhân loại, thói tranh quyền cố vị của người trên, lòng ghen ghét ti tiện của đồng nghiệp, đó là trường hợp chua xót của Ignaz Philip Samenway, một người trong 30 năm hô hào bằng diễn văn, bằng sách báo, mỗi một việc rất dễ dàng là rửa tay để cứu hàng triệu nhân mạng, mà chẳng ai theo cả, lại còn cản trở chế giễu nữa. Đến nỗi thấy đàn bà trẻ con chết như giả, ông đau lòng quá, quá mất trí, tìm cách tự tử rồi tắt thở trong một nhà thương điên xa quê hương xứ sở. Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1818 ở Budapest, Hung Gia Lợi, trước Pasteur 4 năm, trong một gia đình bán tạp hóa. Cha là Joseph, mẹ là Therese. Tuổi nhỏ của ông không có gì đặc biệt. Năm 19 tuổi, ông lại viên kinh đô Áo học luật. Một hôm, ông theo bạn lại trưởng y khoa dự thính một bài giải phẫu. Nghe giáo sư giảng những chuyện huyền bí của cơ thể con người, ông thích quá về viết ngay một bức thư cho song thân. Thư rằng: "Thưa ba má, con ghét môn luật lắm, con không thể nào thành một nhà luật học như ba má muốn đâu. Từ trước tới nay, như ba má thấy, con không tỏ ý thích một môn nào cả. Nhưng hôm nay con đã được dự một buổi giải phẫu. Khi đi, nửa vui nửa sợ, mà lại tởm, chỉ coi như một trò đùa thôi. Bây giờ thì con biết rằng con phải thành một y sĩ, chỉ có thể thành một y sĩ thôi. Con không thể cưỡng ý con là thành y sĩ được. Thế là con đã tìm được một đời sống có ý nghĩa đối với con, một nghề mà con để tất cả tâm hồn vào. Xin ba má tha lỗi cho con, hiểu cho con. Con đã xin ghi tên rồi, và ngày mai con bắt đầu học." Đúng như lời trong thư, chàng đem tất cả tâm trí để học, quên ăn quên ngủ, quý những sách y học như thánh kinh, coi y khoa học như một ngôi đền, đọc sách suốt ngày, gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy hỏi bạn cho được. Một lần một giáo sư giảng về chất clo, bảo chất đó có tính cách giết mọi thứ khí độc rất nhanh, ngăn được sự truyền nhiễm. Cả lớp chỉ có một mình chàng đưa tay hỏi: "Thưa giáo sư, nó giết khí độc cách nào ạ?" "Chẳng hạn dùng nó thì mổ xẻ cái thây ma sẽ không bị nhiễm độc. Cậu hiểu rồi chứ?" "Dạ." "Nhưng người ta diệt các khí độc cách nào ạ?" "Khi cậu thở là cậu hít không khí. Nếu không hít không khí thì cậu sẽ chết. Thì đó, không khí duy trì sự sống cách đó. Mà không khí duy trì sự sống ra sao thì hơi clo tiêu diệt các hơi độc cũng như vậy. Nghe ra chưa?" "Thưa giáo sư, tôi vẫn chưa nghe ra." "À, cậu vẫn chưa nghe ra. Nhưng cậu biết rằng nó như vậy chứ?" "Thưa biết." "Thôi, hết giờ rồi, để kỳ sau." Xét câu chuyện đó, ta thấy Samenway có óc tiến hơn người đương thời. Và phải đợi vài 30 năm sau, khi thuyết của Pasteur ra đời, người ta mới có thể đáp câu hỏi của chàng được. Chàng học rất tấn tới, nhưng vốn là người hung, từ giọng nói đến cử chỉ,
đều khác người Áo, nhất là y phục rất lôi thôi, nên các bạn học đều treo gẹo chế giễu. Chàng chỉ giao du với một bạn đồng hương là Ludwig von Makusovsky. Cuối năm, ghét cái không khí đó, chàng về quê nhà xin vô học tiếp y khoa ở Đại học đường Pest. Nhưng trường đại học này nhỏ, thiếu dụng cụ thí nghiệm, giáo sư dở. Chàng gián học hết niên khóa rồi trở lại Viên. Nhờ trí thông minh, tính chuyên cần, đứng đắn, chàng được hai giáo sư ở Viên, tức Rukintansky và Skoda, che chở, tận tâm chỉ bảo, cho tiền may quần áo, mời về ở chung nhà. Cả hai sau đều thành những bạn thân, những người đỡ đầu của Samenway. Giáo sư Skoda là một người khá đặc biệt. Năm 1834, ông là y sĩ đầu tiên ở Áo dùng ống kính trần stethoscope của Lennep chế tạo. Bác sĩ Glenn, giám đốc khu hộ sinh, óc thủ cựu, cấm ông dùng ống đó. Ông không nghe, kêu ông vô phòng rầy. Bác sĩ Skoda, từ một tháng nay tôi nghe nhiều lời kêu ca về ông. Các con bệnh phàn nàn rằng ông làm cho họ khó chịu, làm nhột nhạt họ, vì ông lấy một cái ống kỳ quái chọc vào ngực, vào sườn, vào bụng họ. Cái thứ đó là của người Pháp làm ra, mà tôi đã bảo ông rằng tôi không muốn trông thấy người ta làm cái trò đó trong dưỡng đường của tôi. Sao ông không chịu nghe lời? Skoda đáp: Thưa ông giám đốc, dùng ống đó nghe rõ tiếng trong tim, trong phổi hơn lên, chứ có hại gì đâu ạ. Xin ông giám đốc cứ thử nghe thử một lần thì sẽ biết. Tôi không cần phải nghe. Đại dưỡng đường ở đế đô này không khi nào dùng cái đồ của người Pháp đó. Ông cãi lời tôi hả? Kể từ phút này trở đi, ông không còn dưới quyền tôi nữa. Nhưng thưa ông giám đốc, xin ông cho tôi... Thôi, mời ông ra, không nói gì nữa. Ngay buổi chiều hôm đó, Skoda khiêng xương tới nhà thương điên Sanh Ulrich vì đã bị đổi lại đó. Nhưng ông không phải là hạng người chịu lép vế. Ông biết rằng làm cái nghề y sĩ mà không được một chính khách có quyền thế che chở thì bị tủi nhục, nên ông vận động trong chính quyền. Và 4 tháng sau, ông được chuyển qua làm y sĩ trong ti cảnh sát. Và 2 tháng sau nữa, ông lại trở về đại dưỡng đường Viên. Lần này gặp chủ cũ là bác sĩ Glenn. Ông tươi cười chào. Glenn đáp lại lạnh lùng nhưng lễ phép, vì biết Skoda không phải là tay vừa. Và từ đó nhắm mắt để Skoda tha hồ dùng ống thính trần. Nhờ sự giúp đỡ của Skoda và Rukintansky mà sự học của Samenway rất tấn tới. Chàng nổi tiếng là một sinh viên xuất sắc nhất trường. Một hôm, Skoda giao cho chàng săn sóc một em nhỏ 18 tháng. Đứa bé rất kháu, da trắng, mắt xanh, tóc hung hung, nhưng bệnh tình có vẻ nặng. Mặt hốc hác, nằm rên hoài. Da vừa nóng vừa nhớp, nướu sưng, lưỡi khô, mắt lờ đờ, đi tướt, phân rất hôi. Chân tay như ống sậy, trên mình có những vết bầm rất lạ, bụng phồng lên mà không cứng. Người mẹ đứa nhỏ đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng hỏi chàng: Thưa bác sĩ, cháu Liz có qua khỏi được không? Không sao đâu, tôi cam đoan là cháu sẽ mạnh. Chàng nói vậy nhưng trong lòng rất phân vân, chưa biết là bệnh gì. Sốt thì phải rồi, nhưng sốt là triệu chứng của hàng chục thứ bệnh. Bệnh nào đây? Chàng bỗng thấy rằng mặc dầu đọc hàng trăm pho sách, mặc dầu đứng đầu lớp, mà chàng vẫn rốt, rốt quá. Chàng về phòng tra các sách thuốc. Thì đây đúng rồi, bệnh thổ tả chứ gì nữa. Chàng nhớ lại những triệu chứng của em nhỏ, thì đích thị là triệu chứng bệnh thổ tả. Chỉ khác mỗi một điều là bệnh này không có những vết bầm trên người. Nhưng chàng nhớ một vị giáo sư đã dạy rằng bệnh nào cũng có ngoại lệ. Chàng trở lại phòng bệnh ra toa. Người mẹ đứa nhỏ vẫn đứng đợi rụt rè thưa: Sao tôi thấy lưỡi cháu nó đen quá?
Không sao, tôi biết rồi. Tôi cho nó thứ thuốc này, bà về nấu cháo gà cho nó ăn, nó sẽ hết. Đứa nhỏ chảy máu cam, kêu đau bụng. Chàng dính vào những vết bầm, nó tan đi. Chàng xét kỹ giường nó nằm, thấy một con dẹp. Càng tin được sự chẩn đoán của mình. Nhưng đến khuya, bệnh đứa bé không giảm mà còn tăng. Mắt lờ đờ, thở khó khăn, mạch nhỏ như sợi tóc. Chàng đâm sợ, lúng quính không biết làm sao. Rồi nó tắt thở. Chàng lắc nó, mới đầu nhẹ sau mạnh, hết sức bướm hơi thở cho nó. Một người đặt tay lên vai chàng bảo: "Uổng công bác sĩ, nó chết rồi." Chàng đau đớn trở về phòng, thấy cái ngu của mình mênh mông như biển, mà cái tội của mình nặng như núi. Hôm đó chàng còn chữa một em nhỏ nữa cũng mắc bệnh của em Liz mà cũng vô hiệu. Sáng sớm chàng vội vàng đi kiếm Skoda năn nỉ: "Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tới liền cho, tôi đã lầm lỡ một cách ghê gớm." Skoda đương ngủ phải thay quần áo đi theo tới nhà thương, đi ngang giường của em Liz ngó qua, rồi lại giường của em nhỏ thứ nhì. Stumpenway mếu máo nói: "Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi đã tự làm nhục cho mình và còn làm nhục cho cả nhà thương nữa. Tôi thú thực không trị nổi, xin bác sĩ làm ơn chữa giùm em nhỏ này. Tôi muốn bỏ nghề này thôi, tôi cũng không thể nào thành lương y được." Các bệnh nhân trong phòng bắt đầu nhao nhao lên. Skoda phải kéo Stumpenway ra ngoài sân bảo: "Đứa nhỏ nó sắp chết, không thể chữa được." "Thế không có thuốc gì cả, vô phương." "Vô phương? Anh cho nó là bệnh gì?" "Dạ, bệnh thổ tả." "Không đúng hẳn, nó bị bệnh thương hàn, nặng lắm rồi, ỉa ra máu rồi, lủng ruột rồi." Vừa lúc đó, mẹ em Liz tới, thấy con đã chết, khóc bù lu bù loa lên. Trách Stumpenway là nói dối, là gạt bà. Stumpenway an ủi, bà ta càng la lớn: "Người ta đều bảo cho tôi hay trước rằng các ông là những kẻ sát nhân, rằng đừng cho nó vào nhà thương, hễ vào thì chết. Ôi con ơi là con ơi, con đi đâu, người ta giết con rồi." Skoda nắm lấy vai bà ta lắc mạnh: "Không im đi thì tôi đuổi ra ngoài đã. Ở đây chúng tôi đều tận tâm săn sóc nó, nhất là ông bạn tôi đây, đã thức đêm thức hôm vì nó. Thím không có quyền trách ai hết. Cái lối gì mà gào lên như vậy? Tôi sai người đuổi thím ra bây giờ." Stumpenway cúi mặt xuống, chơi như khúc gỗ, sưng sưng nước mắt. Skoda nắm tay chàng, dắt lại một phòng bảo: "Cảm xúc như vậy là vô lối, phải thắng nó đi. Khoa học không cần dùng tới cảm xúc, lòng thương và nước mắt không cứu được bệnh nhân." "Thưa bác sĩ, nhưng thấy họ chết mà chịu không được. Họ tin cậy ở tôi như vậy, mà tôi đã giết họ." "Anh không giết ai cả. Bệnh đó không có thuốc chữa. Những bệnh nội thương thì có phương pháp hay nhất là đừng làm gì cả. Vả lại ai cũng phải chết. Dù anh chữa được cho nó thì cũng kéo dài cái hạn chết ra thôi. Anh phải diệt cái bệnh thương người đó đi thì mới làm y sĩ được, nghe chưa?" "Thưa bác sĩ, vâng ạ." Nhưng Skoda không biết rằng bệnh thương người cũng lại là một bệnh vô phương chữa nữa. Và Stumpenway còn mang lụy nhiều về nó. Năm 1844, Stumpenway trình một luận văn nhan đề là "Đời sống các thảo mộc để lấy bằng cấp bác sĩ". Luận văn chỉ dài 12 trang mà không có tính cách khoa học, chỉ là một bài thơ bằng tản văn ca tụng những cái đẹp của vũ trụ. Xin độc giả đọc đoạn dưới đây thì biết: "Còn có cảnh nào làm cho ta vui thích bằng cảnh đời sống của thảo mộc? Cảnh những bông đủ loại, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Nó tặng cho ta những vị tuyệt thú,
lại nuôi dưỡng ta nữa, trị được bệnh cho ta nữa. Linh hồn thảo mộc đã gây hứng cho các thi sĩ con cháu của thần Apollo và làm chóa mắt họ. Lý trí của con người không thể hiểu nổi những hiện tượng đó, những hiện tượng mà tới nay tuy vẫn còn là một bí mật nhưng được tinh thần triết lý công nhận và tôn trọng. Đúng là giọng văn cậu Tú ban triết học ngày nay kêu mình nhạt lại lúng túng nữa, vậy mà cũng được ban giám khảo chấp nhận. Thời đó học hành dễ thật. Mới mừng thi đậu thì có tin thân bỗng đau nặng, chàng chỉ kịp về đưa ma rồi trở lại Viên ngay để học thêm về sản khoa. Cuối thế kỷ thứ 17, ở châu Âu đàn ông không được phép làm nghề hộ sinh. Qua đầu thế kỷ thứ 18, tình trạng cải thiện một chút, đàn ông được làm nghề đó. Nhưng khi vào phòng sản phụ thì phải hai y sĩ cùng vào, phải có mặt chồng hoặc một người nhà của sản phụ ở trong phòng. Y sĩ lại phải cải trang làm phụ nữ, mặt chùm khăn voan, mà không được nói một tiếng nào trong khi đỡ đẻ. Kẻo sản phụ thấy y phục, nghe giọng nói của họ, nhận ra đàn ông mà mắc cỡ. Họ đỡ đẻ lạ lùng lắm. Sản phụ nằm giường, bận y phục dài như thường. Y sĩ luồn tay xuống dưới y phục, đỡ đứa bé. Khi đỡ xong, tắm nó bằng nước tiểu của chó, rồi lặng lặng đi ra. Có khi nhau quấn cả vào chân người mẹ cũng mặc. Chính Simon Way đã ra đời trong trường hợp như vậy. Hồi đó không có nhà hộ sinh và y sĩ phải tới nhà mỗi sản phụ. Ít năm, hoàng hậu Marie Therese cho lập một khu hộ sinh trong đại dưỡng đường Viên. Khu này có một phòng giải phẫu. Mới đầu người ta dùng hình nộm để chỉ cơ thể sản phụ cho sinh viên, rồi sau mới được phép mổ xẻ. Ngày nào Simon Way và bạn học cũng dự những buổi giải phẫu vì thây ma rất nhiều. Giáo sư mổ bụng một tử thi, lấy xác một hài nhi đặt ở bụng tử thi đó, rồi chùm khăn lên kín từ trên xuống dưới. Sinh viên luồn tay dưới tấm khăn kéo thây hài nhi ra, tất nhiên là không phải qua vết mổ ở bụng. Xong giờ, sinh viên rửa tay qua loa trong một thùng nước rồi sang phòng sản phụ để coi mạch đỡ đẻ. Có khi vội quá họ chẳng thèm rửa, cứ để máu mủ đầy tay, chỉ vẫy vẫy vài cái hoặc chùi đại vào áo ngoài, vào túi quần. Phòng giải phẫu hôi thối không thể tưởng tượng được. Từ bàn ghế tới khăn nệm dụng cụ cũng không sạch gì hơn. Bác sĩ Glenn, giám đốc khu hộ sinh, hoàng hậu Marie lập ra khu đó vì nhân đạo, cốt để thu nhận giúp đỡ những đàn bà chữa hoang hoặc nghèo khổ và nuôi nấng những trẻ vô thừa nhận. Cho nên bà ra lệnh rằng bất kỳ đàn bà nào xin vào nằm cũng được, không cần phải khai tên tuổi của mình và của chồng. Và một khi vào nằm đó thì chồng con thân thích cũng không được vào để phá rối. Sở dĩ có nội quy đó là do tình trạng xã hội. Không hiểu tại sao mà chính phủ Áo lại cấm những người mù chữ làm lễ cưới. Dân lo kiếm ăn chưa xong thì giờ đâu mà đi học. Cho nên non nửa thiếu nhi ra đời đều là những đứa con hoang. Cũng có một số trẻ hoang là con của những ông lớn bà lớn. Như vậy thì tất nhiên phải lập một khu để chứa hạng đó. Khu hộ sinh ở Viên gồm 3 tiểu khu. Tiểu khu thứ nhất do Glenn chỉ huy, có các sinh viên phụ tá. Ông ta 52 tuổi, dốt, không có cao vọng gì cả, chỉ mong cố bám chặt lấy địa vị nhờ chính sách luồn cúi gây bè đảng, triệt để tuân lệnh bề trên, không dám làm mất lòng cụ lớn này, cụ lớn khác, nên chăm chú vào việc báo cáo láo, sửa đổi sự kiện và con số sao cho khỏi bị rầy. Chẳng hạn, số người chết vì một bệnh dịch nào tăng lên thì ông ta rút xuống, cho là họ chết vì những bệnh khác, rồi khoe với cấp trên rằng nhân viên của ông đã tận tâm, nhất là phương thuốc của ông đã hiệu nghiệm. Tư cách của ông thì ra sao? Chúng ta đã rõ,
khi ông đuổi Skoda vì bác sĩ này dám dùng ống thính trần của một người Pháp chế tạo. Mỗi lần đi thăm bệnh, ông ta chỉ chú trọng khám xem giường kê có ngay hàng không. Ông cầm cây thước đo, hễ sai một phân là quát tháo ầm ĩ lên. Còn bệnh nhân thì ông chỉ ngó qua, gật gật rồi đi. Quan niệm của ông về nghề y sĩ rất kỳ quặc. Chỉ cần đoán đúng bệnh là giỏi rồi, còn vấn đề chữa không quan trọng, còn bệnh sống hay chết không cần biết. Tiểu khu thứ nhì và thứ ba do bác sĩ Bach chỉ huy và các cô đỡ phụ tá. Bach hiền lành, hơi nhút nhát, học tầm thường, không có tài gì cả. Tiểu khu thứ nhất và thứ nhì thu nhận những người nghèo, chứa được 350 phòng kê trong những phòng rộng mênh mông. Một khi đã vô đó nằm thì được luật pháp che chở, công an cũng không được bắt bớ tra xét tên tuổi sản phụ dù có lệnh của triều đình. Tiểu khu thứ ba gồm 60 giường dành cho người giàu có chịu đóng tiền, có phòng 6 giường, có phòng 10 giường, có lối đi riêng, có cửa riêng để người ngoài khỏi trông thấy. Hầu hết sản phụ đều thuộc hạng quý phái, có ngoại tình giả trang che kín mặt, không ai nhận ra được. Họ ghi tên và địa chỉ thật trong một miếng giấy đưa cho y sĩ. Y sĩ niêm phong lại trước mặt họ. Họ muốn nằm bao lâu thì nằm, muốn ra lúc nào thì ra. Khi ra, người ta trả lại họ bao thư có địa chỉ và tên tuổi còn y nguyên. Họ có thể mang theo đứa trẻ hoặc giao lại cho dưỡng đường nuôi. Khi có người chết, người ta mở bao thư ra, coi địa chỉ và báo cho thân quyến biết. Nếu trong thư có dặn như vậy, bằng không thì thôi. Mà họ chết rất nhiều, trung bình là chết 1/3. Tình trạng đó chung cả châu Âu. Có năm dưỡng đường Hotel Dia ở Ba Lê chết già nửa số sản phụ. 4 năm liền, nhà hộ sinh ở Jena sản phụ chết hết giáo, không một người nào sống sót. Trẻ em cũng vậy, đẻ ra ít ngày là chết, chết tới 8/10. Có khi cả chục bệnh nhân nằm chung một giường. Những sản phụ mới sinh nằm bên những kẻ hấp hối hoặc những thây ma lạnh ngắt, mà 24 giờ sau người ta mới chịu khiêng xuống nhà xác. Ôi thật là kinh khủng. Ở đại dưỡng đường Viên, tiểu khu hộ sinh thứ nhất nổi tiếng là chết nhiều nhất. Một hôm Samenway mục kích một cảnh thương tâm. Một bà mẹ đã gần tới ngày sinh xin vô nằm. Khi người nữ khán hộ mở cửa phòng chỉ số giường cho bà thì bà ta chùn lại không đi nữa, hoảng hốt ngó cô khán hộ rồi ngó Samenway. Bỗng có tiếng chuông leng keng ở cuối dãy, bà ta ngã quỵ xuống mặt xám ngắt. Cô điều dưỡng nắm cánh tay kéo lên an ủi. Không sao đâu mà. Bà ta đứng dậy run lật bật, mắt ngó Samenway chân chân, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Vụt một cái, bà ta quỳ xuống, lết tới phía Samenway, chắp tay năn nỉ. Bẩm bác sĩ, xin bác sĩ thương tôi, tội nghiệp tôi lắm. Trời Phật phù hộ bác sĩ, xin bác sĩ cho tôi đẻ ở ngoài đường. Samenway cảm động quá, gương mặt bà đó hao hao giống gương mặt thân mẫu chàng. Chưa biết nói sao thì cô khán hộ đã la lên. Đi, vô đây, vô lập tức. Thế là cái nghĩa lý gì hả? Bà mẹ lại năn nỉ nữa. Tội nghiệp tôi bác sĩ, xin ngài cho tôi ra. Cuối phòng có tiếng gào, rồi một người khác thút thít. Thế rồi cả phòng nhao nhao lên. Người ta bước xuống sàn, lết ra cửa. Tội nghiệp tôi quá bác sĩ, tôi cắn cỏ lại ngài. Một lần này thôi, cho tôi đẻ ở ngoài. Cho chúng tôi ra, chúng tôi sẽ không đẻ trong này đâu. Có tiếng hét lên. Ở đây thì chúng tôi chết mất, chết hết mất. Ra ngoài đường, ra đẻ ngoài đường. Hoặc cho chúng tôi qua tiểu khu nhì. Bà mẹ tới vẫn chắp tay khóc lóc. Lạy bác sĩ,
ngài cho tôi ra đẻ ngoài đường. Xong rồi tôi xin vô à. Rồi bác sĩ muốn bảo sao tôi cũng xin nghe. Cả phòng bao vây chàng, có người nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy chân chàng. Họ lạy van kêu trời, huyên náo cả khu. Các khán hộ ở phòng bên chạy tới, lôi kéo các sản phụ về giường. Và một lát sau yên tĩnh trở lại, chỉ còn văng vẳng những tiếng nức nở nghẹn ngào ở cuối dãy. Samuel Huy lảo đảo bước về phòng giải phẫu, ngồi bệt xuống một chiếc ghế, úp tay vào mặt khóc. Chàng vẫn biết dân chúng sợ tiểu khu thứ nhất. Chàng nhận rằng sự yêu cầu của họ có lý, vì những kẻ đẻ rơi ở lề đường, bờ suối rồi vô nằm trong nhà thương thì không sao. Còn hễ đẻ ở nhà thương thì 10 người chết tới 3-4, có khi chết tới 7-8. Cho nên chàng không thể nhẫn tâm lôi kéo họ về giường được. Nhưng là một bác sĩ mà trông thấy bệnh nhân sợ mình như sợ hung thần thì có tủi nhục đau lòng không chứ? Một bạn đồng nghiệp nắm cánh tay chàng, lắc chàng. Buồn cho anh thật, anh ý nhắc. Ông lên thế nào cũng biết và sẽ dày anh. Nhưng thôi quên đi, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc đổi điên như vậy trong nhà thương. Samuel dán quên đi, vùi đầu vào việc học. Ngày nào cũng bổ xẻ 1-2 thây ma chết vì bệnh sốt sản hậu. Vì hết thảy các sản phụ trong nhà thương đều mắc bệnh đó mà qua đời. Chàng nhất quyết tìm hiểu thật kỹ bệnh đó, đọc hết các sách về nguyên nhân triệu chứng bệnh sản hậu và các phương chữa. Chàng học tới thuộc lòng những tác phẩm chính, nhưng không có tác giả nào đồng ý nhau cả. Người ta kể ra tới 28 nguyên nhân, còn phương thuốc thì rất ít mà tuyệt nhiên không công hiệu. Chàng càng học càng thấy hoang mang nghi ngờ, muốn kiếm ra nguyên nhân thứ 29. Một hôm, chàng đỡ đẻ cho một thiếu phụ khỏe mạnh hồng hào, mẹ tròn con vuông, đứa nhỏ khóc lớn tiếng và nặng cân. Chàng tận tâm săn sóc an ủi người mẹ vì chồng chị đương bị giam. Qua một ngày, rồi nhiệt độ của người mẹ bình thường, chàng đã mừng. Nhưng hôm sau, chàng để ý thấy mắt thiếu phụ sáng quá, má đỏ quá. Chàng ngờ ngợ, lấy thủy, thủy đã lên, ít thôi, đếm mạch, mạch bình thường. Cứ tịnh dưỡng rồi ít bữa nữa đi đứng được. Miệng nói vậy mà lòng cũng không yên. Hôm sau nữa, thủy lên giữ, mạch nhanh, 120 một phút mà yếu. Chàng ra toa, cho uống muối Epsom, dặn có điều dưỡng đừng để cho chị ta bón. Bệnh nhân kêu nhức đầu, đau lưng, có hồi lạnh run lên, ngủ không được. Bác sĩ Breit cùng trông nom khu đó với chàng bảo: chị ta mạnh như trâu, không sao đâu, thủy lên xuống như vậy là thường. Buổi chiều hôm đó, bụng thiếu phụ bắt đầu cương lên, ấn vào thấy đau. Samuel Way cho uống thêm 20 giọt nước nha phiến. Sáng hôm sau, bệnh nhân kêu đau bụng dữ, đau gian lên tới bỏ ác, vẫn chóng mặt nhức đầu. Chiều, bệnh hơi giảm, tối ngủ được. Ngày thứ năm, bệnh nhân vui vẻ nói là bớt nhiều, mạch lớn, đều 100 một phút. Lưỡi hơi xám nhưng không đắng. Yên tâm, vẫn cho uống muối Epsom và xoa dầu vào bụng. Thình lình 2 giờ chiều, nữ khán hộ hốt hoảng kiếm chàng. Bệnh nhân rên la vì đau bụng dữ dội, nhiệt độ lên, mửa, lưỡi đóng, mạch 160. Đúng là triệu chứng sốt sản hậu. Tối, mạch yếu hơn, sốt tăng, nhức lưng, vai, ngực. Sáng ngày thứ 6, bệnh nhân hồn hển hỏi: thưa bác sĩ, tôi sống được không? Tôi có thể thấy mặt chồng con tôi được không? Đừng nghĩ bậy, không sao đâu, tôi chị sẽ hết. Lưỡi khô, môi nứt, mạch chạy đã loạn, đếm không được. Nàng nói làm nhảm: ồ đẹp quá, nó bay nó lượn kìa. Kính chào bác sĩ. À,
cái xe của con tôi này, mình coi kìa. Samenway ở luôn bên cạnh, thỉnh thoảng lại coi Mạch. Mạch như trốn lần lần. Thiếu phụ tắt thở. Nước da nàng mấy hôm trước hồng hào, bây giờ đã nhợt nhạt. Hai bữa sau, đứa con của nàng chết theo, cũng do cái bệnh sốt của mẹ. Hôm đứa nhỏ chết, trong phòng có 5 người nữa chết và 11 người đương ngắc ngoài. Run rẩy, chàng gõ cửa phòng bác sĩ Glenn. Glenn ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Gấp không?" "Thưa ông giám đốc, chúng tôi phải làm cái gì mới được ạ? Không thể kéo dài như vậy." "Bình tĩnh lại đi nào." "Thưa, vẫn bệnh sốt ấy, bệnh sốt hậu sản tai hại ấy. Chết hết người này tới người khác, mỗi ngày chết một nhiều. Phải làm sao chứ? Phải kiếm cách trị cho được cái bệnh đó." "Bác sĩ lầm rồi, lầm lớn rồi. Này, tôi hỏi bác sĩ, nguyên nhân bệnh đó ở đâu?" "Thưa ông giám đốc, tất cả các nguyên nhân nhiều lắm mà không biết nguyên nhân nào đúng. Người ta bảo tại sữa lúc đó lên nên hành sản phụ như vậy." "Phải." "Có người lại bảo tại khí độc." "Phải." "Có người lại cho bệnh sốt đó là do bao tử và gan hoặc là do ruột." "Một thuyết nữa đổ lỗi cho đàn bà không biết kiêng cữ khi có thai." "Có kẻ lại bảo tai bị lạnh tại thời tiết, tại cảm xúc." "Thôi thôi đủ rồi. Sách thuốc của Lucas Bauer bảo là tại sữa lên, và tôi cũng đã dạy như vậy. Ta tin vào thuyết đó. Còn phương thuốc à?" "Thưa, chưa có phương nào hiệu nghiệm ạ." "Rất đúng. Từ nay bác sĩ nhớ kỹ, bệnh sốt sản hậu là tại sữa lên, mà loài người chưa tìm được phương trị. Mà sau này loài người cũng không thể nào tìm được phương trị. Đó, nhớ rồi chứ? Thế thì chúng ta đành vậy." "Nhưng thưa ông giám đốc, họ chết hoài, chết như dạ." "À, nếu bác sĩ ngại thấy họ chết thì có thể lựa một nghề khác. Tôi đã dặn bác sĩ rồi mà. Có muốn lại hỏi tôi điều gì thì phải đợi lúc từ 1 giờ đến 3 giờ rưỡi. Mà bây giờ..." Ông đang cúi xuống ngó đồng hồ. 11 giờ 10. "Tôi xin lỗi giám đốc." "Ờ, lần này thì tôi bỏ qua cho. Từ trước tới nay bác sĩ tỏ vẻ siêng năng hoạt động. Thôi, về phòng đi. Nhân tiện, tôi cho bác sĩ hay một điều. Khi lập ra khu hộ sinh này, Hoàng thượng có ra lệnh: cứ theo đúng đường lối cũ, vì cái gì cũ cũng đã được thí nghiệm là tốt rồi. Tổ tiên ta đã cho là tốt, thì tại sao chúng ta lại không cho là tốt? Đừng tin những ý mới. Chậm không cần dùng những nhà bác học. Chậm chỉ cần bề tôi trung tín. Kẻ nào muốn thờ chậm thì phải theo lệnh chậm. Kẻ nào không theo lệnh chậm mà óc đầy ý mới thì quy điển viên đi. Nếu họ không tự xin về thì chậm sẽ cho người đuổi họ về. Thế sao, hiểu chưa, bác sĩ Samenway?" "Dạ." "Thôi, bác sĩ đi ra." Dục lên cúi xuống đọc tiếp bản báo cáo, cộng lại số sản phụ chết vì sốt sản hậu. Tháng trước chỉ có 21%, tháng này có tăng lên nhiều thật, nhưng có tháng xuống. Rút cục tới cuối năm thì đâu cũng vào đó. Trong lúc ấy, Samenway hầm hầm tiến về phòng giải phẫu, uất hận trào lên tới họng. Tương lai chàng ra sao, ta đã thấy được từ phút đó. Ta nên nhớ, thời ấy dân chúng châu Âu đương xao xuyến vì những tư tưởng cách mạng. Người già còn nhớ cuộc cách mạng năm 1789 ở Pháp. Người trẻ thì đã được thấy cuộc cách mạng năm 1830. Mà năm Samenway tập sự ở khu hộ sinh là năm 1845. Trước cuộc cách mạng năm 1848 có 3 năm. Cho nên các vua chúa châu Âu rất sợ những tư tưởng mới, bất kỳ trong phạm vi hoạt động nào.
Không tuân lệnh thì khó yên, mà nếu tuân lệnh có lên thì làm sao tránh được tội với lương tâm của mình, với hàng nghìn sản phụ và hàng nghìn hài nhi mà tính mệnh giao phó cả trong tay mình. Simon Way nắm chặt tay lại, nghiến răng. Không thể như vậy được. Ta chịu làm một tên sát nhân sao? Mà cái khu hộ sinh này thành một cái lò sát sinh nhà. Nhất định phải tìm được cách trị bệnh sốt sản học. Một hôm chàng nhớ ra rằng từ trước tới nay tiểu khu 2 và 3 năm nào số người chết cũng chỉ bằng phần 3 số người chết ở tiểu khu 1. Thấy lóe lên một ánh sáng, chàng vội vàng lại nhà bác sĩ Bach để hỏi. Bác đã sửa soạn đi ngủ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Có gì gấp vậy? Để đến mai có được không? Không, quan trọng lắm. Đây, xin ông coi, tôi đã ghi lại đây. Từ năm 1841 đến năm 1846, ở tiểu khu của tôi có 1989 sản phụ chết, còn ở tiểu khu của ông có 691 sản phụ chết. Tôi biết rồi, từ xưa vẫn vậy. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi săn sóc sản phụ cũng y như bên ông không khác gì cả. Thật là bí mật. Có lần tôi đã nghĩ đến điều này. Ở bên tôi chỉ có cô đỡ giúp việc chứ không có sinh viên như bên ông. Đàn ông thì bao giờ cũng mạnh tay, tay họ lớn. Có lẽ tại vậy chăng? Tôi không dám chắc. Nhưng ông đừng tuyên bố điều đó với ai nhé. Sợ mất lòng người khác. Samuel Way ra về, bất mãn về lời giảng đó. Tại sao bên đó họ chết ít như vậy? Cùng chung một mái nhà, cùng một lối chỉ. À, hay là tại sản phụ sợ? Tiểu khu 2 ở cuối dãy, khi sắp có người chết, thì vị mục sư đi ngang qua hành lang tiểu khu 1, rồi mới tới tiểu khu 2, và vừa đi vừa rung chuông. Có lẽ vậy. Chàng nhớ vẻ mặt kinh khủng của bệnh nhân mỗi khi nghe tiếng chuông kêu len keng, mà mỗi ngày phải nghe tới 5-6 lần, có khi 10 lần, 20 lần. Đúng rồi, họ sợ nên dễ chết. Sáng hôm sau, chàng để ý ngóng vị mục sư, vừa thấy bóng ở xa đã chạy lại thưa. Tôi muốn xin cha một điều. Bác sĩ cứ nói, thưa cha, có cần phải rung chuông như vậy không ạ? Nghi thức từ xưa vẫn vậy. Có nhất định phải theo nghi thức đó không ạ? Tại sao lại bỏ đi bác sĩ? Thưa cha, tôi nhận thấy sản phụ nghe tiếng chuông là kinh khủng, nhắm mắt lại, có kẻ run lên. Mà tôi ngờ rằng vì họ sợ quá nên họ chết ở tiểu khu này nhiều như vậy. Nên tôi yêu cầu cha, vì lòng nhân, đừng rung chuông nữa. Cứ lặng lặng đi. Thưa, được không ạ? Suy nghĩ một lúc, mục sư đáp. Nếu bác sĩ cho rằng có lợi thì tôi cũng chiều ý. Đa tạ cha. Hay tin đó, Glenn gọi Simon Way vào phòng để dạy. Chàng hăng hái giảng giải. Glenn ngắt lời. Tôi đã bảo thầy rằng bệnh sốt sản hậu do sữa lên và vô phương trị kia mà. Tôi cảnh cáo lần này là lần thứ nhì. Nhưng Glenn quên không ra lệnh cho mục sư cứ rung chuông như trước. Thành thử thí nghiệm của Samuel Way vẫn tiếp tục. Tới cuối tháng, kết quả vẫn như cũ, có phần tệ hơn. Không, không phải là tại họ sợ tiếng chuông. Nhưng lạ quá, họ chết nhiều là vậy, ít nhất cũng 30%. Mà sao thông cáo của dưỡng đường chỉ ghi có 3,22%? Thì ra, Glenn đã sửa con số để nhà cầm quyền không phái ủy ban lại điều tra. Mặc dù vậy, Glenn cũng chỉ giấu nhẹm được trong một thời gian thôi, vì số người chết nhiều quá, đồn tới tai các cụ lớn. Các cụ sợ mang tiếng, phải cho mở một cuộc điều tra lấy lệ. Còn lạ gì cái thói điều tra để bịt miệng dân chúng đó. Ủy ban điều tra không có Skoda, Rokitansky, cũng không có cả Samuel Way, mà chỉ gồm một bọn bồ bịch của Glenn, chẳng biết chút gì về bệnh sốt sản hậu cả. Họ đi một lượt qua các tiểu khu
rồi vào phòng giấy của Glenn uống rượu hút thuốc, nghe Glenn giảng giải. Khi thảo bản phúc trình, họ chép đúng của Glenn, tuyên bố rằng tiểu khu 1 chết nhiều hơn tiểu khu 2 vì các sinh viên không nhẹ tay đỡ đẻ như các cô đỡ ở tiểu khu 2. Họ đổ lỗi cho các sinh viên ngoại quốc để cho sinh viên áo khỏi phản kháng họ. Và người ta đuổi luôn một lúc 22 sinh viên ngoại quốc. Glenn lại bình chân như vậy, mà các sản phụ thì vẫn chết oan. Vì sau khi 22 sinh viên ngoại quốc đi rồi, bệnh dịch giảm được một chút, rồi lại hoành hành như cũ. Hết niên khóa đó, Samenway đậu bằng cấp giải phẫu, nhưng năm sau mới được thăng chức đệ nhất phụ tá ở tiểu khu 1, dưới quyền trực tiếp của Glenn. Lúc này trách nhiệm hoàn toàn về mình rồi, chàng càng thấy rõ bổn phận là phải trị được bệnh đó. Thật lạ lùng, gọi là bệnh sản hậu mà sao có những phụ nữ không sinh sản mà cũng mắc, cả con nít cũng mắc, có khi cả đàn ông cũng mắc nữa. Như vậy thì đâu phải là tại sữa lên như Glenn đã nói, mà cũng không phải tại các sinh viên làm mạnh tay quá, thực là oan uổng cho họ. Chàng đọc một lần nữa hết những thuyết về nguyên nhân của bệnh, vẫn không thỏa mãn, và chàng ngờ rằng các lý thuyết gia đều lầm triệu chứng với nguyên nhân. Chẳng hạn, thấy bụng bệnh nhân sưng lên thì cho rằng vì bao tử và mật sưng mà sinh ra sốt sản hậu. Thấy trong huyết có nhiều chất độc thì bảo tại huyết hư mà sinh ra sốt sản hậu. Samenway tìm đọc cả những sách Anh viết về bệnh đó nữa. Thời ấy ở Anh, số người chết vì bệnh sốt sản hậu tương đối ít hơn các nước khác, và một số y sĩ Anh đã gần đoán được nguyên nhân của bệnh. Chẳng hạn, Alexander Gould năm 1795 đã viết đại ý rằng: tôi có chứng cớ chắc chắn rằng nguyên nhân của bệnh là do lây mà bị nhiễm độc. Khi các y sĩ cô đỡ và nữ điều dưỡng săn sóc cho những người bị bệnh, họ truyền một không khí lây bệnh cho những người mạnh. Và Gordon khuyên phải đốt hết quần áo, mền, nệm của bệnh nhân. Còn những người săn sóc bệnh nhân thì phải tắm rửa kỹ và thay quần áo trước khi thăm một con bệnh khác. Năm 1829, một y sĩ Anh khác, Robert Collins, dùng thuốc sát trùng để tẩy uế phòng của bệnh nhân còn quần áo của họ thì bỏ vào một lò không khí nóng tới 120-130 độ. Nhờ vậy mà ông chặn được bệnh sốt sản hậu trong dưỡng đường Dublin. Vậy các y sĩ Anh đã gần tìm ra được cách trị, nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân của bệnh. Những tiếng không khí lây bệnh trừu tượng quá, không giảng được gì cả. Bảo là do không khí lây bệnh, thì ở tiểu khu 2, mỗi khi có người mắc bệnh, sao không lây hết phòng, lây nhiều như ở tiểu khu 1? Samenway rất thắc mắc về hiện tượng đó. Chàng tự hỏi hoài, tiểu khu 2 bao giờ cũng chết ít hơn tiểu khu 1 là tại sao? Rồi chàng kê ra hết những điểm khác nhau của hai tiểu khu để loại từng điểm một và dán tìm xem điểm nào là nguyên nhân của hiện tượng. Không phải là tại sản phụ ở tiểu khu 1 nghe tiếng chuông của mục sư rồi sợ mà phát bệnh. Thế thì tại cái gì? Các phòng có khác hướng nhau không? Chất vôi và các thứ gỗ để xây cất có khác nhau không? Hay tại các tòa nhà ở chung quanh tiểu khu 2 cản hơi độc? Vô lý. Càng suy nghĩ, chàng càng rối trí hoang mang. Bỗng một hôm, chàng tìm ra được một dị điểm. Ở tiểu khu 1, khi đỡ đẻ, người ta cho sản phụ nằm ngửa. Còn ở tiểu khu 2, người ta cho họ nằm nghiêng. Hay là tại vậy chăng? Thử thí nghiệm xem. Chàng ra lệnh cho các sinh viên và các cô đỡ làm theo như kiểu tiểu khu 2. Và chàng lại phải ngày đêm giám sát cho họ thi hành đúng chỉ thị. Vì nếu chàng quay lưng đi là họ lại làm theo lối cũ.
nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì cả. Chàng phải bỏ lệnh đó, tìm một giả thuyết khác. Chàng không nản lòng vì biết rằng càng loại được nhiều dị điểm thì lại càng tới mục đích. Chàng bàn với bác sĩ Skoda cho điều tra xem số sản phụ sinh ở lề đường ở bờ suối chết là bao nhiêu để làm thống kê. Glenn phản đối kịch liệt, vận động với viên thượng thư Bộ Quốc gia Giáo dục cấm ngặt cuộc điều tra đó. Có kẻ hỏi ông, tại sao ở tiểu khu 2 chết ít hơn tiểu khu 1? Thì ông chỉ đáp, chết cũng như nhau. Khi nào tiểu khu 1 chết nhiều hơn thì tất có những lý do chính đáng. Samuel Way bị Glenn ghét, ít tháng sau phải giáng xuống làm phụ tá thứ nhì. Lại nhằm lúc thân phụ chàng chết, chàng chán nản xin nghỉ về chơi quê nhà ít lâu. Rồi qua năm 1847, đi Venice nửa tháng. Khi trở về Viên thì hay tin một đồng nghiệp của chàng tên là Koletchka mới từ trần. Koletchka là một bác sĩ nhũn nhặn, tận tâm, hiền lành. Mới 43 tuổi mà được toàn thể học trò và bạn bè kính mến. Trong một giờ giải phẫu, một sinh viên thực hành vụng về, ông vội vàng thò tay ra để ngăn lại. Không dè, lưỡi dao của sinh viên đưa mạnh quá, chạm vào đầu ngón tay của ông. Vết thương rất nhẹ, chỉ chảy vài giọt máu. Ông vẫn tiếp tục giảng bài. Hôm sau thấy ngây ngất, bệnh mỗi ngày một tăng, được 7 bữa thì chết, bị nhiễm độc của tử thi. Samuel Way làm việc trở lại, các bạn thân của chàng đã vận động cho chàng giữ chức cũ, đệ nhất phụ tá. Nhưng không vui vì cái tang đó, và vì trong óc chàng lúc nào cũng lờn vờn những câu hỏi. Tại sao tiểu khu 2 chết ít gấp 3 tiểu khu 1? Tại sao có tháng tiểu khu 1 chết gấp 10 tiểu khu 2? Những thiếu phụ khỏe mạnh hồng hào mà đẻ sau ít ngày là sốt rồi chết từng loạt là tại sao? Một đêm không ngủ được, chàng đi thăm mộ Koletchka. Đột nhiên nảy ra ý coi hồ sơ về cái chết của bạn. Hồ sơ ghi: hệ thống lâm ba sưng rất nặng ở phần trên, tĩnh mạch cũng sưng, phổi sưng, tim sưng, bụng sưng, màng óc sưng. Tất cả những bộ phận đó đều có mù máu như sữa, rất hôi thối. Mắt bên trái cũng vậy. Đủ hết những triệu chứng của bệnh sốt sản hậu. Một ánh sáng rực rỡ lóe ra trong óc Samuel Way. Chàng đọc đi đọc lại hồ sơ, nhớ lại thi thể một sản phụ chết vì sốt sản hậu mà chàng mới mổ hồi sáng. Đúng, chỉ khác mỗi một điều là Koletchka không có tử cung. Nếu có thì tất tử cung cũng phải sưng. Chàng lại nghĩ tới những hài nhi sinh ra được 5-6 ngày rồi chết vì sốt. Thi thể của chúng mổ ra cũng y như của mẹ chúng, y như của Koletchka, tất phải cùng do một nguyên nhân. Chàng tìm thấy nguyên nhân đó rồi: nhiễm độc tử thi. Koletchka bị nhiễm những chất độc của tử thi ở lưỡi dao. Những chất đó vào máu rồi phá phách cơ thể. Các sản phụ bị nhiễm độc của tử thi do những bàn tay sinh viên và y sĩ đem lại trong khi đỡ đẻ cho họ. Chàng rùng mình, các hài nhi bị nhiễm độc tử thi cũng vì những bàn tay sát nhân đó săn sóc. Những bàn tay nhơ nhớp bù vào máu mà khám xét cơ thể những kẻ khỏe mạnh. Chàng đã giết bao nhiêu mạng người. Các bạn đồng nghiệp, các sinh viên trong đại dưỡng đường Viên lần này đã giết mấy vạn, mấy ức người rồi. Ở khắp châu Âu, người ta đã giết mấy chục triệu người rồi từ khi đặt ra cái lệ giải phẫu tử thi. Nhất là tội của chàng không sao tha thứ được. Chàng đã giết nhiều sản phụ hơn các bạn đồng nghiệp vì đã giải phẫu nhiều hơn họ, do đó truyền bệnh ra nhiều hơn họ. Rất đúng. Bây giờ thì thấy tỏ như ban ngày. Tiểu khu 2 chết ít vì do các cô đỡ săn sóc mà các cô này không được giải phẫu tử thi, tay không dính độc tử thi.
mà các sản phụ sinh ở ngoài rồi mới vô nằm dưỡng đường. Sở dĩ ít bị bệnh sốt sản hậu cũng là họ ít bị các sinh viên khám bệnh. Rồi chàng sung sướng nhảy nhót vì đã kiếm được một phương cứu đời. Rất giản dị, chỉ cần rửa tay thật kỹ trước khi khám bệnh là trị được chứng sốt sản hậu. Chàng lại ngay bàn viết, ghi ý tưởng của chàng lên giấy. Năm đó là năm 1847, chàng 29 tuổi. Mới hừng sáng hôm sau, Simon Way đã tới nhà thương vẻ mặt hớn hở. Chàng muốn chạy khắp các phòng, lay các sản phụ, hô lớn lên. Từ nay các bà yên tâm, không còn bệnh sốt sản phụ nữa, hết, hết hẳn. Khi các sinh viên đã tới đủ, chàng nhóm họ lại. Cảm động quá, không biết mở đầu ra sao. Mắt chàng rưng rưng. Đột nhiên chàng nói, chúng ta sẽ trị được chứng sốt sản hậu. Tôi đã kiếm được cách. Các thầy biết đấy chứ, bác sĩ Koletchka chết vì nhiễm độc tử thi, mà triệu chứng của ông y như triệu chứng bệnh sốt sản hậu. Tôi đã đọc kỹ hồ sơ. Chính chúng ta là kẻ sát nhân. Từ nay chúng ta phải rửa tay cho sạch. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, tỏ vẻ lạnh lùng. Các thầy nghe kỹ chưa? Từ nay các thầy, các cô và tôi, bất kỳ ai ở trong tiểu khu này cũng phải rửa tay kỹ trước khi khám bệnh. Tại sao vậy bác sĩ? Tại tay chúng ta dơ dính độc tử thi rồi truyền độc đó vô cơ thể sản phụ, cho nên chúng ta phải rửa tay cho hết những độc đó đi. Nào, bây giờ chúng ta đi rửa tay. Có kẻ khúc khích cười, có kẻ bĩu môi nhún vai, nhưng rồi người ta cũng đi rửa tay. Các thầy đưa tay tôi khám. À, thế này thì quá lố rồi. Người ta là sinh viên, chứ đâu phải là con nít nữa mà khám xem tay có sạch không. Xin lỗi bác sĩ, thuyết của bác sĩ có chắc đúng không đã? Hay bác sĩ chỉ muốn làm nhục chúng tôi thôi? Chúng tôi đâu phải là em nhỏ. Samuel Way nổi giận la. Các thầy còn nghi ngờ hả? Thì cứ theo lời tôi xem có trị được bệnh sốt sản hậu không? Rửa tay mà là nhục ư? Vậy các thầy muốn tiếp tục giết người à? Tôi chỉ đòi một điều rất dễ là rửa tay để cứu hàng vạn hàng ức nhân mạng, mà các thầy không chịu nghe, làm biếng. Cái đó mới là nhục. Tôi có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của sản phụ và hài nhi trong tiểu khu này. Nếu các thầy không muốn tuân lệnh tôi thì các thầy có quyền đi ra. Còn như muốn ở lại đây thì nhất định phải rửa tay. Trong y học, một kỷ nguyên mới xuất hiện, kỷ nguyên phòng độc, mà cuộc đời gian truân của Samuel Way cũng bắt đầu. Một phần vì buổi sáng hôm đó ông đã vụng về nóng nảy quá, làm mất cảm tình của những người giúp việc ông, và những người này sẽ phá công việc của ông. Sáng hôm sau, bác sĩ Klein vô khám phòng. Samuel Way chạy ra ngăn ngay ở cửa phòng, chỉ thau nước. Klein ngạc nhiên hỏi, để làm gì vậy? Thưa ông giám đốc, để ông rửa tay. Bác sĩ điên à? Thưa ông giám đốc, tôi đã tìm ra được nguyên nhân bệnh sốt sản hậu. Cách trị rất giản dị, chỉ cần rửa tay thôi. Tôi đã bảo có muốn thay đổi thủ tục nào thì phải xin phép tôi mà. Thưa ông giám đốc, tôi đã gửi tờ phúc bẩm lên ông rồi ạ. Nhưng tôi chưa cho phép, mà sao đã tự tiện thi hành? Ai lãnh trách nhiệm ở dưỡng đường này, thầy hay là tôi? Thưa ông giám đốc, tôi nghĩ công việc rửa tay không làm cho sản phụ chết được, mà tôi còn tin rằng nhờ nó họ sẽ sống. Tôi đã thưa rõ trong tờ phúc bẩm rồi. Có, tôi đã đọc. Thôi, tránh đường cho tôi đi khám. Thưa ngài giám đốc, tôi nhất định không để ngài khám bệnh nhân nếu ngài không chịu rửa tay. Tôi làm vậy không phải vì tôi đâu, mà vì sinh mạng của sản phụ của hài nhi. Klein tái mặt đi,
nhưng rồi cũng cúi xuống rửa tay. Xin ngài rửa thật kỹ cho. Chàng lại vụng về một lần nữa gây oán với Glenn. Kết quả là số chết giảm trông thấy. Hai tuần lễ sau, Samenway lại chơi Rokitansky và Skoda. Hai bác sĩ này khuyến khích chàng, nhưng bảo phải tiếp tục thí nghiệm lâu nữa, mới nửa tháng chưa thể kết luận được. Tới cuối tháng 5 năm 1847, số tử ở tiểu khu 1 hạ từ 18,26% tới 12,24%. Samenway vui mừng, nhưng chưa mãn nguyện, nghĩ rằng xà bông và nước lạnh chưa đủ trừ độc. Nhớ lại bài học về chất clo mà giáo sư cũ của chàng đã cho là chất mạnh nhất để trừ bệnh truyền nhiễm và mọi hơi độc. Chàng bèn xin nước Clorina, rồi bắt các sinh viên các cô đỡ rửa tay thật kỹ bằng xà bông, xong lại rửa lần nữa bằng nước Clorina. Chàng dí mũi vào sát bàn tay họ, hít xem còn mùi hôi thối của tử thi không, coi từng móng tay một xem còn dính chút dơ nào trong kẽ không, và luôn luôn nhắc họ nhớ rửa tay hai lần trước khi đi khám bệnh. Kết quả lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối tháng 6, số người chết ở tiểu khu 1 hạ từ 12,24% xuống 2,38%. Độc giả mừng cho chàng đã thành công, mà phương pháp của chàng được truyền bá ngay khắp châu Âu. Nhưng tôi đã nói, làm một việc thiện đâu phải dễ như vậy. Nếu dễ thì hôm nay tôi đã không chép lại chuyện này. Trong lịch sử y học, chưa có một phát kiến nào lớn mà được người đương thời chấp nhận ngay. Luôn luôn có những người nghi ngờ, chỉ trích. Như vậy có lợi là tránh được những giả thuyết không vững, nhưng cũng có hại là nhiều nhân mạng bị hy sinh quá. Thời nào cũng có một hạng người chỉ biết theo đuổi mỗi mục đích là cầu cạnh cho được địa vị, và một khi được thì cố bám lấy nó, càng bất tài lại càng bám chặt, đến nỗi có mắt cũng như đuôi, không trông thấy sự thực, hoặc có thấy thì tìm cách che mắt người trên, dù hành động đó làm hại hàng vạn hàng ức nhân mạng cũng mặc. Những kẻ đó được sống sang trọng trên xương máu đồng bào cho tới khi chết, nhờ khéo luồn cúi, nắng chiều nào che chiều ấy. Một số ít bị hạ bệ, nhưng khi lui về vườn, họ vẫn ung dung sung sướng với vợ con ở nước ngoài hoặc ở ngay trong nước, vì có ai bắt họ chịu trách nhiệm về hành động của họ đâu. Vấn đề trách nhiệm là vấn đề quan trọng số một của nhân loại. Không giải quyết được nó, hễ còn những kẻ có thể làm hại cả triệu người khác, thì nhân loại không thể nào có hạnh phúc được, không thể gọi là văn minh được. Phải đào tạo một hạng người có tài, có đức, liêm khiết, chính đại, sáng suốt và nhân từ. Phải giao cho họ đủ quyền hành, kiểm soát hành động của những người có thể làm hại dân được, thì nhân loại mới đỡ khổ. Nhưng người ta chỉ đào tạo được những thạc sĩ, những nhà bác học, chứ có trường nào đào tạo được con người có đức. Cho nên những kẻ như Glenn nhan nhản ở khắp nơi, kéo bè kéo đảng để làm hại đồng bào. Tại dưỡng đường Viên, hồi đó đã chia ra hai phe. Phe bảo thủ, đúng hơn là phe bợ đỡ, phe Glenn mà chủ trương củng cố địa vị. Phe đối lập là phe Skoda, gồm Brockenstein, Hebra, chủ bút một tạp chí y học, và Samenway có óc cấp tiến, muốn cải thiện phương pháp chẩn mạch trị bệnh. Glenn thấy kết quả của Samenway, sợ địa vị của mình sẽ lung lay, bắt đầu tấn công với sức kiên nhẫn của một con mọt và tính nham hiểm của một con cáo. Hắn đệ thù Samenway đã bắt hắn phải rửa tay, nên ra lệnh cấm dùng nước chlorine, lấy lẽ rằng đắt tiền quá, quỹ sẽ thâm hụt. Samenway phải tra cứu những sách hóa học, chế tạo một thứ thuốc thử độc rất rẻ tiền, nước vôi pha với clo. Kết quả rất khả quan. Tháng 7, số người chết chỉ còn có 1,2%. Nhưng tháng 8,
Số đó tăng lên một chút là 1,8%, rồi bỗng nhiên tăng vọt lên 5,25%. Samenway lo lắng cố tìm ra nguyên nhân. Bắt được tại trận một sinh viên làm biếng không chịu rửa tay, ông đuổi ngay ra khỏi nhà thương, rồi suốt ngày đêm kiểm soát từng ly từng tí. Số tử lại rớt đi, rồi lại tăng. Trong số 12 người bệnh có 11 người chết. Lại điều tra dò xét, tại một con bệnh làm lây qua những con bệnh khác. Như vậy, rửa tay trước khi vô phòng khám bệnh cũng chưa đủ, mà phải rửa tay mỗi lần khám xong một bệnh nhân. Không phải chỉ kết độc của tử thi, mà cả kết độc của người còn sống, nhưng mang bệnh cũng đủ sinh ra sốt sản hậu. Ông bèn ra lệnh, mỗi lần khám một bệnh nhân phải rửa tay. Kết quả không ngờ, tháng sau không có một người nào chết cả. Ba bạn thân của ông là Skoda, Rokintansky và Hebra bấy giờ mới hoàn toàn tin, rủ nhau lên báo cáo cho Glenn. Glenn lo sợ, lúng túng nhìn bảng thống kê bảo, tin gì được những con số? Người ta bắt nó nói gì mà chẳng được. Lúc này hết thời bị dịch rồi chứ có gì đâu. Skoda viết một bài tường thuật đăng vô tờ báo của hội y học viên. Các sinh viên thân tín của ông và của Samenway gửi báo cùng 12 bức thư đi khắp nơi ở trong nước và ở ngoài nước, qua Anh lên Na Uy, lại Ghent, nơi mà số tử lên tới 75% tại Bá Linh mà cứ 3 sản phụ có 2 người chết, sang Ý, Nga, Hà Lan, Pháp, rồi cả bọn đời. Một tháng sau mới nhận được một bức thư của bác sĩ Samson ở London bảo rằng tính cách trừ độc của nước vôi pha clo ở bên Anh người ta vẫn biết từ xưa, mà bệnh sốt sản hậu thì ai cũng biết là truyền nhiễm. Samenway thất vọng. Người ta không đọc kỹ bài báo, không nhận thấy chỗ quan trọng là phải rửa tay để khử độc trước khi khám bệnh. Năm 1848, cách mạng nổi ở Áo, nhưng cũng chẳng mang lại một sự thay đổi nào cả. Glenn vẫn giữ chức cũ. Samenway tiếp tục thí nghiệm, lần này vào loài thỏ, và kết quả là 9 con thỏ khỏe mạnh bị ông chích mù bệnh sốt sản hậu vào cơ thể, thì cả 9 con đều mắc bệnh, mà 7 con chết, chỉ có 2 con sống sót. Thí nghiệm đó trình lên Hàn Lâm Viện Khoa học Viên, nhưng các ông Hàn bảo rằng nó không có giá trị gì cả, chỉ có những thống kê ở dưỡng đường, tức những thống kê của Glenn mới đáng tin thôi. Mãi đến tháng 4 năm 1849, Skoda mới nhận được lời cảm ơn đầu tiên của bác sĩ Michael ở Ghent, nơi mà người ta phải đóng cửa hộ sinh vì bệnh sốt sản hậu giết nhiều người quá. Thư rằng, khi tôi nhận được thư của ông, thì tinh thần tôi đương chán nản ghê gớm. Nhà hộ sinh của chúng tôi phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 11. Rồi lại tiếp 3 bệnh nhân. Người thứ nhất chết, 2 người sau may mà cứu được. Bài báo của ông làm cho tôi tin tưởng trở lại. Lần thứ nhất tôi thấy có một chút hy vọng. Tức thì tôi áp dụng phương pháp khử độc bằng nước vôi pha clo, và từ đó không thấy một sản phụ nào mắc bệnh sốt cả, trừ mỗi một người trong tháng 2. Cho nên tôi hết lòng cảm tạ ông. Ông đã giúp cho nhà hộ sinh của chúng tôi khỏi bị đóng cửa, và ông đã cứu được hàng trăm nhân mạng. Xin ông cho tôi gửi lời ngưỡng mộ và cảm ơn bác sĩ Samenway. Khi tôi nghĩ tới những sản phụ mà chính tôi đã giết. Skoda đưa thư cho Samenway coi, bảo rồi sẽ nhận những bức thư như vậy ở khắp xứ. Phải đóng khung nó lại rồi đăng lên báo Y học Viên. Ngay tối hôm đó, Samenway trả lời bác sĩ Michael, hy vọng ông này sẽ là một người truyền bá đắc lực phương pháp của mình. Nhưng chớ trêu thay, bức thư không bao giờ tới tay Michael cả, vì quá đau khổ hối hận về tội lỗi của mình,
Michael đã đâm đầu vào xe lửa để tự tử. Bác sĩ Lisman lên thay ông, tức thì bỏ phương pháp phòng độc, cho nó là ngây thơ. Trong lúc đó ở Viên, nhóm Skoda phấn khởi thả một bản thỉnh nguyện xin cấp tốc triệu tập một ủy ban gồm các y sĩ để định giá trị của sự phát minh. Đơn gửi lên triều đình, Klein phản động tức thì, báo động tất cả các giới thủ cựu và các giáo phái. Triều đình ra lệnh cho Thượng thư Bộ Giáo dục bác bỏ đơn đó, lấy lẽ rằng vấn đề đó cũng đáng nghiên cứu nhưng chưa phải lúc, vì năm nay không có dịch sốt sản hậu, không thể so sánh tình hình năm nay với tình hình các năm trước được. Mà khi nào cần điều tra thì chỉ có giáo sư Klein là được quyền điều tra thôi. Sự thực rành rành như vậy, hễ khử độc thì sống, không khử độc thì chết, mà người ta đổ cho thời tiết rồi lại cấm nhóm Skoda Samenway điều tra nữa. Klein còn hô hào mọi giới tấn công Skoda. Các giáo phái la lên, đồ duy vật, bỏ tù hết giáo đi. Và các bác sĩ cũng hùa theo, hoàn toàn duy vật một cách ghê tởm. Samenway bị cách chức phụ tá ở khu hộ sinh. Bây giờ thì không còn nghe tiếng khóc, tiếng rên rỉ của sản phụ, tiếng chuông rùng sợ của mục sư nữa. Nhìn những bà mẹ hồng hào, những em bé bũng bĩnh, lòng ông bồi hồi. Nhưng ông vừa quay lưng để ra cửa thì có tiếng cười lanh lảnh của một cô đỡ. À, từ nay khỏi phải rửa tay bác sĩ à. Đau đớn nhất là một sản phụ mà ông đã cứu được mạng cong cớn lên lớn tiếng, chào bác sĩ nha, về Hung Gia Lợi đi, ở đây chúng tôi không cần tới ông, đàn bà chúng tôi dơ quá mà, nên khám xong bác sĩ phải rửa tay, về Hung mà rửa tay rồi khám các sản phụ Hung của mi. Bây giờ ông mới thấy sự phản bội của những kẻ giúp việc ông. Tới cửa nhà thương, viên bác sĩ Kang Braun thay chân ông, chìa cho ông một ve thuốc rồi bảo, bác sĩ còn bỏ quên cái này. Ông đỡ ve nước vôi pha clo và lòng chua xót. Skoda dán vận động cho ông một chân giảng viên ở đại học do chính phủ bổ nhiệm, nhưng lương bổng thì do các sinh viên chung nhau lại đài thọ. Ông miễn cưỡng nhận lời vì không muốn lãnh lương của các sinh viên hầu hết đều nghèo. Mọi việc thu xếp đã gần xong, nhưng khi danh sách giáo sư được niêm yết thì người ta không thấy tên ông. Tất có bàn tay bí mật của cáo già Klein nhúng vào. Trong lúc đó, số tử ở khu hộ sinh tăng vọt lên 34%, vì chỉ một số ít sinh viên vẫn giữ phương pháp khử độc, còn thì làm biếng không chịu rửa tay, mà chỉ một bàn tay dơ khám khắp lượt bệnh nhân là đủ gieo cái chết khủng khiếp rồi. Người ta đưa con số đó cho Klein coi, hắn tươi cười đáp, đó các ông thấy không, tôi đã bảo rồi mà, phương pháp rửa tay có kết quả gì đâu, nếu có kết quả chỉ là làm tình trạng thêm nguy kịch. Chà, tới trên 1/3 rồi. Samenway nghe thấy mà đứt ruột. Skoda, Rokintansky và Hembra lại vận động cho ông vô Hàn Lâm Viện Y học Áo. Hay tin đó, Klein cho phao tin rằng ông đã phá thai nhiều sản phụ, rằng con quỷ Samenway không có lương tâm gì cả đối với phụ nữ. Thế là khi danh sách các ông Hàn được công bố, người ta lại không thấy tên ông. Skoda cũng kiên nhẫn không kém Klein. Ông để trong vụ đó nguôi nguôi rồi một hôm niềm nở lễ phép vào thăm Klein. Kính chào ngài giám đốc, tôi lại xin ngài ban cho tôi một ân huệ. Cái gì vậy bác sĩ? Tôi sẵn lòng lắm, lúc nào tôi cũng vui vẻ giúp đỡ các cựu sinh viên của tôi. Thưa ngài, tôi muốn thu thập ít tài liệu để viết một bài ngắn ngắn. À, chịu khó khảo cứu nhỉ? Dạ có gì đâu ạ. Tôi xin ngài cho tôi được dùng văn thư của tiểu khu 1 ạ. Thưa, tôi sẽ không dám làm phiền ai hết đâu. Tôi không mang về nhà mà tới phòng văn thư vào buổi tối
tìm kiếm lấy rồi ghi chép ít hàng thôi à? À, ông muốn lục văn thư của tôi à? Cái đó thì không được. Thôi, thưa, tôi chỉ xin coi công văn thôi. Công văn cũng không được. Thưa ngài giám đốc, công văn mà cũng không được. Tôi nói không là không. Thưa ngài, tôi xin coi để nghiên cứu khoa học mà. Thôi, tôi bận việc lắm, bác sĩ ra đi. Nhưng rồi Skoda cũng kiếm được một bản sao các công văn đó, viết một bài so sánh kết quả của phương pháp khử độc khi Samenway còn ở tiểu khu 1 với số chết kinh khủng khi người ta đuổi Samenway ra và bỏ phương pháp của ông. Bài đó đọc ở Hàn Lâm Viện Khoa học có tiếng vang lớn. Hàn Lâm Viện trợ cấp cho Samenway một số tiền để tiếp tục nghiên cứu, nhưng không được vô phòng hộ sinh, không được vô phòng giải phẫu thì nghiên cứu cách nào bây giờ? Tuy nhiên, đó cũng là một thắng lợi về tinh thần. Glenn tím gan lại, huy động ngay một số lang băm vô lương tâm nhao nhao lên chửi Samenway, viết bài mạt sát. Ông phải đăng đàn ở Hàn Lâm Viện Khoa học vài lần nữa để bênh vực thuyết của mình. Phép Glenn cho người tới phá bảo: thuyết Samenway có một nhược điểm lớn là giản dị quá. Vì nó giản dị quá nên nó không có giá trị. Thuyết Samenway duy vật, mà duy vật là không nhận có trời là phạm thượng. Và mặc dầu được làm hội viên Hàn Lâm Viện Khoa học, mà tới khi Skoda vận động trong một lần nữa chức giảng viên, thì người ta không gạt hẳn tên Inyak Philip Samenway ra, nhưng chỉ bớt đi 3 chữ. Ông thượng thư Bộ Giáo dục ký nghị định bổ Samenway giữ chức giảng viên được bổ xẻ tử thi và hình độ để dạy sinh viên. Nhưng khi nghị định đăng trên công báo thì không hiểu vì đâu mà mất đi 3 chữ tử thi và. Như vậy còn dạy cái gì nữa mà sinh viên nào chịu đóng tiền cho một giảng viên để học cách bổ xẻ hình nộm. Chán nản, Samenway từ biệt các bạn thân về Hung Sa Lợi, quê hương của ông. Đất viên này bạc bẽo nhỏ mọn lắm, ông không thể ở lại một ngày nữa được, nhất định phải đi. Các bạn thân cản ngăn ông, bảo chịu khó kiên nhẫn đợi, thua keo này thì bày keo khác. Ông chỉ lắc đầu, hết muốn chiến đấu rồi. Bác sĩ Kenneth Walker, tác giả cuốn Những Mạo Hiểm Lớn Của Ngành Y, nhà xuất bản Zuraeci, phê bình ông như vậy: Samenway không có những thiên tư cần thiết cho một nhà cải cách. Frank Slaughter trong cuốn Sean Connery Samenway cũng chê ông là vội vàng bỏ cuộc. Dám cứ nhận ghế giảng viên đó mà đợi thời thì các bạn bè của ông thế nào cũng còn giúp được ông, mà ông sẽ thành công mau hơn. Những lời trách đó đều đúng cả. Ông là một nhà bác học có lòng nhân đạo chứ không có tinh thần chiến đấu. Ông đau khổ thấy hàng vạn sản phụ và hài nhi chết mỗi năm ở trước mắt mình, biết cách chỉ mà phải bó tay, nên đi tìm một nơi khác người ta biết dùng mình, chứ không chịu nổi cái không khí cãi vã nhau, hại ngầm nhau, cái không khí đê tiện của viên nữa. Ông đã chịu thua lên, mà các sản phụ và hài nhi ở viên từ nay lại tiếp tục chết như giả, vì vị cứu tinh của họ đã phải gạt lệ mà xa họ. Về tổ quốc, ông gặp bạn thân cũ là Makusotki, được giới thiệu vào nhà hội sinh Sanrok của tỉnh Pest. Nhà hội sinh này rất nhỏ, chỉ bằng 1/10 khu hội sinh viên. Cả năm tiếp nhận chừng 100-200 sản phụ. Viên giám đốc là bác sĩ Berkeley, hiền lành nhưng óc hẹp hòi. Mặc dầu đã đọc thuyết của ông mà tuyệt nhiên không tin và cho rằng chỉ có mỗi một cách hiệu nghiệm để trị chứng sốt sản phụ là bắt sản phụ sổ mỗi ngày. Cuối tháng đầu, Samenway làm cho số tử tụt từ 13% tới 0,46%. Berkeley trông con số đó tươi cười bảo: đó, tôi nói có đúng không? Từ khi ông mới tới, tôi đã dặn ông
cứ cho họ sổ mỗi ngành là họ mạnh. Cảm ơn ông, những sản phụ của nhà thương chúng ta được sổ kỹ nhất ở khắp nước. Được cái, Berkeley không hề cản trở ghen ghét ông, có lần tỏ lòng thương hại nữa. Bác sĩ tận tâm quá, sao mà lao lực suốt ngày đêm, coi bệnh nhân như là người ruột thịt của bác sĩ vậy. Thưa ông giám đốc, tôi không có gia đình nên coi họ như người thân. Thật họ có phước mới gặp bác sĩ. Nhưng bác sĩ nhớ đó nha, cho sổ mỗi ngày đi, cứ cho sổ đi, cho sổ hoài đi, sẽ không có một người nào chết nữa. 0.46%, tốt lắm rồi. Samuel Way chỉ đứng chơ chơ ra, không mỉm cười mà cũng không thở dài được nữa. Chẳng một ai hiểu mình cả. Trong mấy năm, lời phê bình của các bác sĩ khắp nơi cũng thỉnh thoảng được bạn bè gửi tới cho ông, nhưng đều một giọng: đâu có giản dị như vậy. Hoặc nguyên do là tại khí độc, tại thời tiết, tại lên sữa. Người ta chỉ biết lặp lại những thuyết cũ học ở trường. Người ta cũng chẳng thèm thí nghiệm nữa, cứ thấy cái gì mới là tin chắc rằng sai. Nhà thương nhỏ, lương không được bao nhiêu, ông thiếu hụt, ăn bận lôi thôi. Makusovsky thương hại, khuyên ông khám bệnh thêm ở nhà. Muốn vậy, cần sắm vài bộ quần áo sang trọng và một con ngựa tốt. Bạn bè giúp tiền và ông nghe lời họ mở phòng khám bệnh. Mới đầu thân chủ lưa thưa vài người, vì ông tuy giỏi và tận tâm nhưng không khéo xã giao. Dịp may tới, bá tước phu nhân Grandinis bị một chứng nan y cho mời ông tới chẩn mạch. Bà là người quyền thế và hách nhất trong xứ, tất cả hạng quý phái đều sợ. Y sĩ nào được chẩn mạch cho bà thì sẽ nổi danh khắp nước. Samenway và một y sĩ nữa ngồi xe tới biệt thự. Qua 3-4 lớp cửa, ở mỗi cửa một tên lính hầu trực sẵn dẫn vô trong phòng. Sau cùng, hai ông tới trước giường hầu tước, gập mình xuống chào rồi đứng đợi. Hầu tước đưa mắt ra lệnh cho thị nữ ra ngoài. Samenway lại cúi đầu chào lần nữa: thưa, xin hầu tước cho phép. Ông kéo bền phủ thân thể hầu tước cho ngay ngắn, luồn tay xuống dưới xét. Bạn ông khám lại một lần nữa, rồi hai người lánh ra một góc nói nhỏ với nhau. Một lát sau trở lại bên giường hầu tước. Hầu tước hất hàm, hỏi như hỏi người ở: sao? Bẩm hầu tước, chúng tôi đau đớn mà thưa thực rằng hầu tước bị chứng ung thư tử cung. Chắc chắn à? Bẩm chắc chắn. Phương thuốc? Bẩm vô phương. Hầu tước gật đầu, họ lặng lẽ ra đi. Ngay sáng hôm sau, tin đồn khắp châu thành và các bà quý phái nườm nượp lại phòng khám bệnh của Samenway. Hết giờ tiếp khách, một người bạn bảo ông: thấy không, tôi đã đoán trước rồi, phải gạt bỏ bớt ra chứ tiếp thì không xuể. Anh cho họ những thuốc gì? Chẳng cho thuốc gì cả, họ khỏe mạnh, có bệnh gì đâu. Họ kêu hay chóng mặt, nhức đầu, ăn không ngon, ngủ không ngon, mệt. Tôi bảo họ bớt ăn thịt đi, đi bộ nhiều lên thì hết. Họ có vẻ không bằng lòng. Anh nể điên, tiền tới tay mà không biết nhận. Cứ kê những toa thực mắc tiền cho họ, họ sẽ rủ nhau tới nhiều hơn nữa. Một y sĩ không thể làm như vậy được. Muốn nghèo thì mặc. Tối hôm đó, ông thao thức, nhớ lại hồi còn đi học, có lần một giáo sư cho ông khám một cái mụn ở tử cung, và cảm giác lần đó y như lần này, mà mụn đó chỉ là một cái bướu nhỏ, chứ không phải là ung thư. Đương đêm, ông tung bền dậy, chạy một mạch tới lâu đài của nữ hầu tước, kéo chuông liên hồi, làm gia nhân hoảng hốt ra mở cửa. Ông sồng sộc chạy vô, hồn hển tới bên giường hầu tước. Bà đương đọc sách ngó lên, vẻ mặt khinh bỉ. Ông tiến lại: tôi xin lỗi hầu tước. Sao vô lễ vậy? Một chút thôi ạ. Ông khám lại cái mụn. Đúng rồi. Ông hớn hở thưa: bẩm hầu tước,
Về nhà tôi vẫn nghi ngờ, lúc nãy nhớ lại, vội vàng lại đây. Thưa hầu tước, hay để hầu tước khỏi lo, không phải là ung thư, chỉ là một cái bướu thôi ạ. Được, bác sĩ đi về. Tới nhà ông mới hay, mình vẫn bận quần áo ngủ mà vào thăm. Tin đệ đồn vang cả châu thành, và từ đó thân chủ vắng hoe. Ai mà còn muốn lại phòng một bác sĩ rừng rú tới bực đó. Samenway lại an phận sống trong cảnh nghèo. Mới 36 tuổi mà tóc ông đã hoa râm. Bác sĩ Burley qua đời, ông được thay chân giáo sư sản khoa. Số chết ở phòng hộ sinh xuống tới 0,39%. Ở viên, Glenn chết, càng Brown lên thế. Chắc độc giả còn nhớ Brown, con người đã đứng chờ ông ở cửa nhà thương viên để trả ông chai nước vôi pha clo. Số tử trở lại như xưa, 25%, 30%. Hebra không còn quản lý tờ y học viên nữa. Người thế chân cho đăng ngay một bài đả đảo phương pháp phòng độc của Samenway. Đoạn kết có câu: chúng tôi nghĩ rằng thuyết khử độc bằng nước chlorin đã chết từ lâu, chết hẳn rồi. Chúng tôi khuyên độc giả đừng để cho ngụy thuyết đó làm lầm lạc nữa. Hay những tin đó ông chán nản. Trong lúc tinh thần đương xuống thì may mắn thay, ông gặp được một thiếu nữ, nàng Maria Wydenhove. Nàng thì trẻ, con nhà giàu, mà ông thì lớn tuổi, vẻ mặt khắc khổ, y phục lôi thôi. Nhưng lần đầu mới gặp nhau, họ đã thương nhau liền. Ông đòi theo nàng về nhà, nàng bằng lòng. Tới nơi, ông xin hỏi nàng liền. Song thân nàng rất ngạc nhiên, chưa có thiện cảm với ông, nên còn do dự, hứa một năm sẽ cho cưới. Nhưng nhờ cô Maria năn nỉ cha mẹ, và nhờ tấm lòng thành khẩn của Samenway, mà hôn lễ chỉ 3 tháng sau đã cử hành. Cô Maria hiểu lòng ông, hiểu tính tình, nhất là hiểu lý tưởng của ông, nên ông đã được sống nhiều năm sung sướng. Nhưng một nhà bác học thấy lý thuyết của mình không được chấp thuận, mà những lời hô hào nhân đạo của mình chỉ là những tiếng chuông trong sa mạc, thì làm sao có thể hoàn toàn sung sướng được. Cho nên ngoài những giờ vui với vợ con, ông bàn sinh được 1 trai 2 gái. Ông vẫn như người mất hồn, cắm cổ làm việc cho hết ngày. Mà không như vậy cũng không được, vì ông không thể tin cậy một nhân viên nào trong dưỡng đường cả. Một lần bệnh bỗng nhiên lại phát lên dữ, làm chết nhiều sản phụ. Mà lạ lùng thay, lần này các em bé sinh ra đều mạnh khỏe cả. Ông suy nghĩ cho rằng các sản phụ đã bị lây sau khi sinh. Như vậy chỉ có thể do tấm ra dơ thôi. Nhưng ra vẫn thay đúng lệ mà. Ông phải điều tra mới tìm ra được nguyên nhân. Ra tuy có thay mà không giặt. Không biết các thầy ký ở dưỡng đường có ăn hối lộ hay không. Chỉ biết rằng người thầu giặt ra, ôm những ra dơ về, chẳng giặt gì cả. Cứ ít bữa sau lại đem trở lại, bảo là giặt rồi mà cũng chẳng ai kiểm soát. Ông giận dữ, gói những tấm ra đó lại thành một bọc, liệng lên bàn viên thư ký và mắng hắn là kẻ sát nhân. Rồi ông bỏ tiền túi ra mua một lúc 100 tấm ra tặng dưỡng đường để có dư ra mà thay. Ông lại vận động chính quyền xin mở thêm một nhà hộ sinh nữa và soạn một cuốn sách về nguyên nhân và phương pháp trị bệnh sốt sản học. Trong khi đó, các bác sĩ ở Đức vẫn bảo bệnh đó do khí độc và do sữa lên. Hàn Lâm Viện Y học ở Ba Lê tuyên bố chỉ dùng kim ninh là trị được. Có bác sĩ lại nói vu vơ rằng bệnh đó gốc ở tử cung. Bác sĩ Dubois, lừng danh đương thời, đăng đàn mạt sát ông là thằng điên ở Best, rồi kết luận rằng chỉ có mỗi một cách trị là đóng cửa các nhà hộ sinh. Đọc những tin đó, Samenway nắm tay lại, nghiến răng, rồi la. Không có trời ư? Trời không có mắt ư? Sao trời để cho họ tiếp tục giết người như vậy? Ở bên Anh, người ta liệm 2 cái thây vào chung một quan tài
để thiên hạ không thấy rằng chết nhiều tới mực nào. Cô Maria lại an ủi chồng, ông gục đầu vào lòng cô khóc nức nở. Sách ông viết xong rất đầy đủ và sáng sủa, cũng chỉ có mỗi tiếng vang nhỏ. Vài bác sĩ ở Greifswald, ở Hensingford gửi thư về khen và hứa sẽ thí nghiệm phương pháp mới. Nhưng kết quả thí nghiệm ra sao thì họ không cho biết. Một bức thư an ủi tác giả nhất gửi tới Hanover của một thanh niên tên là Guggenmann, học trò của Michael, thư rằng: Xin giáo sư cho phép tôi được tỏ với giáo sư cái nỗi vui thiêng liêng của tôi khi đọc tác phẩm của giáo sư. Tôi không nhịn được mà phải bật ra lời này trước mặt một bạn đồng nghiệp. Người đó là Jenner thứ nhì. Jenner là y sĩ Anh, đã phát minh ra phương pháp chủng đậu và viết nhiều sách về phương pháp đó. Trong nhân loại, ít ai truyền bá được những ân huệ lớn lao và lâu bền, và trừ vài lệ ngoại, loài người đã hành hạ những ân nhân của mình. Tôi mong rằng giáo sư sẽ không đản chí mà tiếp tục cuộc chiến đấu vĩ đại mà vẻ vang đó cho tới thành công. Cùng với bức thư đó, Samuel nhận được một cuốn sách trang đầu có đôi lời đề tặng này: Tôi trân trọng xin giáo sư nhận cuốn sách quý nhất và thân nhất của tôi này, gọi là để tỏ chút lòng biết ơn giáo sư, ghi tên Hulekman. Cuốn đó là tác phẩm của Jen, xuất bản lần đầu và mang chữ ký của tác giả. Nhưng một bức thư như vậy thì có biết bao bài báo cay độc. Kẻ thì viết: Trừ Simon Way ra, không ai nhận thấy một chút kết quả gì của phép khử độc và cái lối rửa tay kỳ dị đó. Bệnh sốt sản hậu do một nguyên nhân bí mật chưa ai biết là gì. Kẻ thì lại nói với giọng khinh bỉ: Dù giữ sạch đến cách nào nữa thì cũng vô hiệu, bệnh sốt sản hậu vẫn phát ra mạnh mẽ lạ lùng ở đây. Thuyết của Simon Way phiến diện, hẹp hòi, sai lầm. Thì ra từ trước tới sau, trừ mấy bạn thân ở Viên, Skoda, Rokintansky, Hebra, một bạn thân ở Pest, Makusovsky, trừ cô Maria, thì khắp châu Âu chỉ có hai người là tin chắc phương pháp của ông, tức là hai thầy trò Michael. Tiếc thay, Michael thì vì hối hận mà tự tử, còn môn đệ của ông ta lại trẻ tuổi quá, rút cục cũng chẳng giúp Simon Way được chút gì. Hét vào tai các bạn đồng nghiệp trong 20 năm mà vô hiệu, họ điếc hết. Ông thay đổi chính sách. Một buổi sáng mới tỉnh dậy, ông nảy ra một ý, nhảy phát xuống sàn, chạy sang phòng giấy. Ông phải đi qua phòng chung. Cô Maria hét lên: Mình! Ông tươi cười quay lại. Cô hoảng hốt nhìn ông: Có các con. Ông cúi xuống nhìn, thì ra ông quên không bận quần áo. Hôm đó ở nhà thương về, gặp một người đàn ông đứng tuổi, ông tiến lại lễ phép thưa: Xin lỗi ông, chắc ông chưa biết thuyết của tôi về bệnh sốt sản hậu chưa? Người đó chố mắt nhìn ông rồi vội vàng lánh xa. Thấy một cặp thanh niên khoác tay nhau, ông lại gần: Cô cậu sắp làm lễ cưới có phải không? Tôi phải báo trước, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Khi nào sinh thì phải bắt bác sĩ rửa tay thật kỹ đi nhá. Nhớ đấy. Không thuyết phục các y sĩ được thì ông phải đi cảnh báo từng người dân thường một. Ông đã bắt đầu loạn óc. Tháng sau, trong một cuộc hội họp ở trường đại học để giải quyết các vấn đề nội bộ, viên chủ tịch hỏi ý kiến ông. Ông mở một tờ giấy ra đọc: Tôi thề với Thượng Đế tối cao tối đại, vạn trí vạn năng rằng không khi nào tôi hành hạ những con bệnh của tôi. Đó là lời của các cô đỡ. Cả phòng ngơ ngác và thương hại ông. Ông đọc xong lời thề, gục đầu xuống khóc. Các bạn ông đỡ ông về nhà, cho cô Marie hay. Bàn thầm với cô, phải đưa ông đi nhà thương điên ở Viên.
Cô Maria nức nở. Ông ngạc nhiên muốn lại an ủi bà, rồi bỗng nhiên hiểu hết, tự nhủ mình điên rồi. Ông hoảng hốt toát mồ hôi vào nằm trong phòng riêng. Một lúc sau ông mỉm cười một cách tinh quái. Hôm sau ông dậy sớm lại nhà in, đưa ra một tờ giấy nhỏ bảo phải in gấp để 24 giờ sau lấy. Sáng hôm sau nữa ông trở lại nhà in hỏi. Họ đưa ông một chồng giấy in chữ đậm những hàng này. Hỡi các bạn thanh niên nam và nữ, nguy đến tính mạng các bạn đấy. Bệnh sốt sản hậu rình các bạn. Các bạn phải coi chừng các y sĩ, vì họ sẽ giết các bạn. Các bạn nhớ kỹ, khi sinh, nếu tất cả những cái gì chạm tới thân thể bạn mà không được rửa xà bông thật kỹ, rồi kỳ cỏ trong nước chlorine, thì bạn sẽ chết đấy, bạn và cả con bạn. Tôi khuyên các y sĩ không được, nên phải khuyên bạn. Bạn phải tự che chở lấy mình, bạn thân của bạn. Y nhắc Philip Samanway. Ông ôm giấy đó đi khắp thành phố, gặp một thanh niên nào cũng phân phát, bắt buộc phải cầm lấy. Xong việc ông mỉm cười khoan khoái. Nhưng như vậy chưa đủ cho người ta tin. Ông chạy tới nhà thương, xông vào phòng giải phẫu, gạt các sinh viên ra, nắm lấy một con dao, chém vào một tử thi vài ba nhát, cho dao dính đầy máu mủ, được cào bàn tay trái, dùng ngay lưỡi dao đó cắt một ngón tay cho thành một vết thương khá sâu. Sau cùng, nhúng ngón tay chảy máu vô đám mủ hôi thối của tử thi, ngoáy đi ngoáy lại, rồi mới thở dài bước ra. Cả phòng hoảng hốt. Ông nhất định tự tử, lấy cái chết của mình để làm gương cho thiên hạ, để mở mắt thiên hạ, chứng tỏ cho thiên hạ rằng bệnh sốt sản hậu do nhiễm độc mà sinh. Ôi chua xót, ông hy sinh thân ông, hy sinh cả người vợ trẻ và hiền, cả ba đứa con nhỏ của ông nữa. Một người nào đó đã nói, hễ còn cây thì còn thánh giá. Đúng thay và đau đớn thay lời đó. Trong lịch sử khoa học, tôi chưa thấy một sự hy sinh nào ghê gớm tới như vậy. Hôm sau, cô Maria Makusovsky và vài bạn thân nữa đưa ông lại nhà thương điên ở Viên. Các bạn thân Viên ra đón ông ở ga. Ông tươi cười chào họ. Cô Maria phải ở ngoài, mấy lần xin vào nuôi chồng và thăm chồng mà không được phép. Ông nằm trong phòng mà cửa sổ đều có chấn song sắt. Ngón tay sưng vù lên, cả cánh tay trái cũng sưng, nửa thân trên nhức mỏi. Tỏa cầu khuẩn đã phá phách tới bụng, nhưng có lưỡi dao ngoáy ở trong đó. Đồng thời với bệnh điên, ông mắc thêm bệnh sốt y như là sốt sản hậu. Nửa đêm ông tỉnh dậy, phòng tối đen. Ông lồm cồm ngồi lên, bước xuống sàn, xa cửa, xoay quả nắm, đụng đầu vào cánh cửa, la lên. Cửa mở, một người gác ngó vào hỏi, cái gì vậy bác sĩ? Khuya rồi, trễ rồi, tôi phải đi thăm con bệnh. Để đến sáng bác sĩ. Không được, con bệnh đương cần tôi, đợi tôi. Họ ngủ hết rồi bác sĩ. Samenway thoi người gác một cái rất mạnh. Có cho tao ra không nào, quân sát nhân này, tao phải đi chữa cho bệnh nhân của tao. Người gác thoi lại ông mấy cái túi bụng, xô ông vô rồi khóa cửa phòng lại. Ông la hét đập phá suốt đêm. Ngày 13 tháng 8 năm 1865, ông nằm thoi thóp trong phòng khám bệnh. Hai bên là bác Hebro và bác sĩ Rain, giám đốc bệnh viện. Ông mở mắt hỏi, bác sĩ Hebro ngồi đó chứ? Tôi sẽ chiến đấu hoài, không ngừng đâu, không khi nào. Rồi ông tắt nghỉ mà không được thấy mặt vợ con. Đau đớn hơn nữa là cái chết của ông kéo thêm cái chết của cậu con trai tên là Bella. Cậu rất kính mến cha, ủ rũ trong mấy năm, thất vọng vì thuyết của cha không được công nhận, tự tử
hồi 26 tuổi. Ông mất được 14 năm, nhà bác học Pasteur mới kiếm ra được vi trùng cầu khuẩn trong máu bệnh nhân. Và lúc đó, người ta mới nhận lời tiên tri của Samenwe là đúng. Nhưng rồi, phải đợi thêm 11 năm nữa, nghĩa là vào khoảng năm 1890, lớp bác sĩ già thủ cựu chết hết. Lớp người trẻ có óc tân tiến lên thay. Phương pháp phòng độc của Samenwe mới lan dần và được phổ biến. Năm 1891, Sứ Hung Sa Lợi bỗng nhiên nhận công lao của ông. Hãnh diện đã sinh được một thiên tài vào hàng ân nhân của thế giới, xin bốc hài cốt của ông từ Viên về Budapest để làm quốc táng. Nực cười nhất là cả Đức lẫn Ám đều phản đối kịch liệt, nhưng vô ích, viện cớ rằng ông là người Đức mà được đào tạo ở Ám. Năm 1906, người ta dựng tượng cho ông, và bây giờ thì nhân loại thoát hẳn cái kinh khủng của bệnh sốt sản hậu. Mọi người đều nhận rằng công của ông ngang công của Pasteur, rằng môn giải phẫu sở dĩ có kết quả tấn phát mau là nhờ ông. Người đã làm một cuộc đại cách mạng trong ngành sản khoa, đã hy sinh cho chân lý mà suốt đời bị thiên hạ chê bai khinh bỉ, có khi chửi rủa nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Ignaz Philipp Samenwe, một người chết để cho người khác sống, trong cuốn Gương Hy Sinh tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời các bạn nghe cuốn tiếp theo. Xin cảm ơn.